Trấn Thành có thể nói chính là cái tên được nhắc đến và bàn luận sôi nổi nhất trên các trang mạng xã hội năm 2023 sau khi đóng vai trò quan trọng trong hai bộ phim điện ảnh lớn nhất của Việt Nam năm ngoái là Nhà Bà Nữ và Đất Rừng Phương Nam. Dù bạn có yêu Trong Im Lặng Cứ Im Im Mà Xem hay căm ghét một cách bùng nổ trên các trang mạng xã hội thì cũng phải công nhận một điều rằng bất cứ phim nào của Trấn Thành trong bất kỳ vai trò gì đều lôi kéo sự chú ý của người xem. Và vào mùng 1 Tết năm nay, đạo diễn Trấn Thành lại tiếp tục thừa thắng xông lên với một tác phẩm cực kỳ mới lạ mang tên Mai, một bộ phim với rất nhiều cái đầu tiên mà Trấn Thành từng thực hiện. Đó là bởi Mai là một bộ phim 18 cộng đầu tiên được làm ra của Trấn Thành. Đây cũng là lần đầu tiên mà Trấn Thành bỏ đi chủ đề sang chấn thế hệ trong Bố Già và Nhà Bà Nữ để tập trung sâu hơn vào câu chuyện tình yêu nam nữ. Vậy trong ngày hôm nay, Wayne Movie sẽ review toàn bộ trải nghiệm của chúng mình về phim Mai. Và lưu ý rằng video này sẽ chứa yếu tố seeding cực mạnh, thế nên các bạn hãy cân nhắc trước khi xem. Chúng mình đã cảnh báo rồi đấy nhé. Tất nhiên, video review nào thì cũng sẽ có điểm cộng và điểm trừ, thế nên chúng mình sẽ nốt rõ ở phía trên góc bên trái màn hình. Còn giờ thì, let's go! Phim sẽ tập trung xoay quanh người phụ nữ tên Mai. Mai làm nghề massage và gần như vô cảm với chuyện yêu đương vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ngược lại thì nam chính, Dương, là một cậu ấm không nghề ngỗng gì cả. Nhưng được cái là gia đình khá giả nên chẳng bao giờ phải lo toan về chuyện mưu sinh và rất vô tư với đời. Trên hết, Dương là một chàng trai vô cùng đào hoa và sát gái. Để rồi thì dòng đời đưa đẩy cho Mai và Dương gặp gỡ, những tưởng bản thân không còn tha thiết với yêu đương và mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình nữa, thì khao khát được sống một cuộc đời mới trong Mai trỗi dậy khi Dương tấn công cô không khoan nhượng. Họ cho mình khoảnh khắc tự do, say đắm và tràn đầy tiếng cười. Tuy nhiên, khoảnh khắc tưởng như cả hai đã tìm được bến đỗ hoàn hảo của cuộc đời thì sóng gió vẫn bắt đầu xảy ra và những khó khăn mà cặp đôi phải đương đầu là gì? Thì các bạn hãy tự ra rạp để tìm câu trả lời nhé. Vì đây là bài review phim chứ không phải là tóm tắt phim. Sau cái bóng khổng lồ của kẻ đi trước, Bố Già và Nhà Bà Nữ cũng như dàn diễn viên quy tụ toàn người nhà thì Mai đã mang màu sắc khác biệt hơn hoàn toàn. Nếu nhìn vào mặt tốt thì phim Mai đã tem tém hơn lại rất nhiều so với hai phim Bố Già và Nhà Bà Nữ bởi mọi sự việc xảy ra trong phim không phóng đại hóa quá mức. Ngược lại, mặt chưa tốt thì Mai chưa thể nói là đã tạo nên một dấu ấn quá sâu sắc trong thể loại tâm lý tình cảm của nền điện ảnh Việt Nam. Thiết nghĩ, điểm mạnh của Trấn Thành và ekip làm phim là mạnh dạn khởi đầu với chủ đề thô sơ nhất, để rồi bóc tách, đục đẽo nó ra thành những câu chuyện thú vị. Vì thế, sẽ chẳng có gì lạ khi bối cảnh chính của Mai được đặt tại khu xóm trọ của dân lao động nghèo với đủ thứ loại người trên đời. Nhưng thay vì đem những vấn đề xã hội tập trung hết vào gia đình thường dân như hai phần phim trước, thì Mai lại đặt gia đình giữa vòng tròn xã hội để có thể khắc họa rõ nét hơn những mặt trái, những cái đau âm ỉ của người phụ nữ mang quá nhiều gồng gánh trên vai. Mình thấy đây có thể xem là một điểm cải thiện của phim Trấn Thành. Bàn tới yếu tố tình cảm, thì nếu như trước đó mối tình giữa Nhi và John do Uyển Ân và Song Luân thủ vai trong Nhà Bà Nữ đã không thể chinh phục được phần lớn khán giả ra rạp bởi sự không trưởng thành và thiếu chín chắn của cả hai, thì giờ đây trong Mai, bộ đôi Phương Anh Đào và Tuấn Trần đã bộc lộ được hết mọi khía cạnh, những sự đối lập, mâu thuẫn cùng với những góc khuất nơi nội tâm của hai con người. Một bên đã trải qua quá nhiều là Mai, còn một bên thì mãi vô tư là Dương. Mặc dù vậy, chúng mình thấy còn thiếu một chút gì đó trong mạch tình cảm của cặp đôi khiến cho cái kết chưa được trọn vẹn cho lắm. Diễn xuất của cặp đôi thì chắc chắn không phải là bàn cãi nữa. Cái tên Phương Anh Đào trong những năm gần đây là cái tên bảo chứng cho chất lượng phim điện ảnh Việt. Nữ diễn viên sinh năm 92 cũng cho thấy bản thân đã ngày càng phát triển bản thân thông qua các dự án điện ảnh như Bằng Chứng Vô Hình, Vô Diện Sát Nhân hay Cho Tàn Rực Rỡ. Đến với Mai thì trong bộ phim lần này của Trấn Thành, thì Phương Anh Đào tiếp tục cho thấy kỹ năng diễn xuất của bản thân khi đảm nhận một vai mà chúng mình đánh giá cũng là tương đối phức tạp về mặt cá tính lẫn nội tâm bên trong. Mai vừa giữ vai trò là một người phụ nữ bản lĩnh, gai góc, gần như vô cảm với tình yêu, vừa phải cho khán giả hiểu được rằng cô vẫn khao khát được yêu dù đã gần 40 tuổi. Và để vai diễn này có thể trở nên sâu đậm nhất, những mối quan hệ mà Trấn Thành thiết lập xoay quanh Mai chính là mấu chốt để nhân vật này có thể phát triển bản thân mình. Khoan nói với nhân vật Dương của Tuấn Trần, thì các nhân vật phụ khác đều đóng vai trò giống như là một ngòi nổ để kích cho sự cao trào của phim và giúp Mai bộc lộ hết những suy nghĩ đã dồn nén quá lâu để cô một lần nữa được thể hiện hết tất cả các nét tính cách của mình. Chúng mình rất thích nhân vật do cô Hồng Đào đóng. Còn cụ thể vai trò của cô trong phim là gì thì các bạn nên ra rạp để xem. Nói nôm na thì nhân vật của cô Hồng Đào sẽ trở thành cầu nối cho mọi biến cố sẽ xảy đến với Mai. Và nhân vật này vừa cho Mai hy vọng và vừa là điểm mấu chốt để khiến cho Mai trở nên bất hạnh hơn. Vậy nên, dù là một bộ phim tình cảm trai gái, nhưng vì các bất hạnh xoay quanh luồng mối quan hệ khác của Mai được xây dựng quá là tốt, đâm ra yếu tố tình cảm của cặp đôi Mai và Dương lại có phần bị lu mờ hơn. Hay nói đúng hơn là nhân vật Dương của Tuấn Trần hoàn toàn bị mờ nhạt khi đứng cạnh Phương Anh Đào và cô Hồng Đào.
Cả về câu chuyện mà Dương gặp phải cho đến các lý lẽ mà Dương đưa ra, tất cả hầu như đều không có sức nặng bằng những biến cố của Mai. Và thực sự phải nói rằng, sự kết hợp giữa Phương Anh Đào và Tuấn Trần đã đem lại những hơi thở mới mẻ cho làng phim Việt về một sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sự trẻ trung. Nhưng rõ ràng là nhân vật của Tuấn Trần trong bộ phim lần này không thể sánh được với nhân vật Quán về chiều sâu cho câu chuyện cũng như cách xây dựng nội tâm nhân vật. Phần lớn thời lượng ban đầu của Mai cũng không tạo đủ nhiều đất diễn để giúp cho Dương gây ấn tượng với người xem, đồng thời không đủ thuyết phục khán giả rằng tình yêu mà Dương dành cho Mai lớn đến như thế nào để có thể vượt qua mọi rào cản của gia đình hay xã hội. Cái cách mà Dương từ một dân chơi sát gái trở nên đắm chìm vào tình yêu với cô nàng hàng xóm được xây dựng có phần hơi nhanh và không đủ để thuyết phục người xem để họ có thể tin rằng dù có chuyện gì xảy ra thì cả hai cũng sẽ luôn ở bên nhau. Khi xem phim Mai thì ta có thể nhận thấy được rằng Mai chính là bộ phim điện ảnh nhìn trông điện ảnh nhất mà Trấn Thành từng làm ra. Phim đã chứa đựng nhiều ngôn ngữ điện ảnh hơn thông qua cách đặt góc quay cũng như áp dụng nhiều phương pháp chuyển cảnh mượt mà. Đồng thời, phim Mai cũng cho thấy sự tiết chế của Trấn Thành khi hạn chế đưa sự cá nhân của mình vào trong tác phẩm. Mai không còn ồn ào, cũng như không phải là nơi hội tụ của đủ mọi cuộc cãi vã trên đời như bố già hay nhà bà nữ. Các cuộc xung đột và biến cố trong phim được giải quyết bằng hành động nhiều hơn là lời nói. Ta cũng thấy rằng Trấn Thành đã có sự chọn lọc và học hỏi nhiều hơn từ các bộ phim cùng thể loại của nước ngoài. Vậy nên dù nhìn màu phim và cách dựng phim của Mai đã đẹp hơn rất nhiều, nhưng vấn đề của phim nằm ở chỗ là cứ xem đến một phân đoạn bất kỳ thì chúng ta sẽ bất giác liên tưởng đến một bộ phim nào đó có một chủ đề tương tự, chẳng hạn như là La La Land hay Khi Hoa Trà Nở. Chính vì thế mà nếu như xem Mai mà không thấy tên đạo diễn thì chắc ta cũng chẳng thể đoán được đây là phim của Trấn Thành. Và trở lại một vấn đề mà chúng mình đã đề cập ở đầu video, rằng Mai là một bộ phim đầu tiên được gắn nhãn 18 cộng của đạo diễn Trấn Thành. Lý do là bởi các cảnh nóng được Trấn Thành sắp đặt trong phim, những tưởng như đây tiếp tục là một chiêu trò để lôi kéo khán giả ra rạp. Nhưng không, các cảnh nóng trong Mai xuất hiện không nhiều và hoàn toàn có chủ đích. Đương nhiên, Dương của Tuấn Trần sẽ xuất hiện trong các cảnh nóng này và mỗi cảnh phim đều là một cột mốc cho thấy sự trưởng thành của Dương, chứ không chỉ là những chiêu trò vô giá trị. Ta có thể thấy rằng các phim mà Trấn Thành làm đạo diễn và tham gia vai trò sản xuất đang dần dần về hậu trường, thậm chí trở thành các nhân vật không còn ảnh hưởng quá nhiều đến tuyến truyện. Và có lẽ đây cũng là một bước đi an toàn cho Trấn Thành và cũng là cơ hội để các diễn viên trẻ lên ngôi. Trấn Thành và vai bố của Mai, một ông bố không mấy tốt đẹp và cũng không chấp nhận cuộc sống an nhàn hiện tại. Chỉ có điều là sự tàn nhẫn đến mức vô lý mà Trấn Thành đã tự áp đặt lên nhân vật của mình đã phần nào đó khiến cho bộ phim trở nên một chiều và không thể chuyển biến ở hồi cuối. Mai cũng là một bộ phim đặt trọng tâm rất nhiều vào các plot twist. Những cú bẻ lái được Trấn Thành đặt giải rác rất nhiều trong phim để thúc đẩy cho sự cao trào của phim. Ta thấy rõ được rằng Trấn Thành không quá tham vọng trong việc bẻ câu chuyện của mình sang một hướng khác hoàn toàn và với một cách quá là đột ngột. Điều này đã khiến cho Mai trở thành một bộ phim có sự cao trào rõ ràng và diễn biến cũng có sự đổi mới nhiều hơn. Nhưng nó cũng phần nào đó khiến cho cái kết của phim chưa thực sự chạm được vào cảm xúc của người xem. Người xem chắc chắn và sẽ cảm thấy thiếu một thứ gì đó sau khi những khung hình của phim khép lại. Tuy nhiên thì Trấn Thành cũng đã phần nào đó bù đắp được lại cho mạch cảm xúc của phim bằng một bản nhạc rất tình cảm và nghẹn ngào được đảm nhiệm bởi Phan Mạnh Quỳnh. Và chúng mình tin rằng đây cũng sẽ là một big hit như cái cách mà Phan Mạnh Quỳnh từng làm trong Mắt Biếc. Tóm lại, Mai là một bộ phim rất khác của Trấn Thành cả về góc nhìn, câu chuyện cho đến cách làm phim. Nếu như Bố Già là một bộ phim đã phần nào đó bỏ rơi tuyến truyện tình cảm, Nhà Bà Nữ thì đem lại một câu chuyện khá là gây tranh cãi, thì Mai là một sự pha trộn hài hòa, một câu chuyện có đầu đuôi rõ ràng, tạo ra vấn đề và tháo gỡ nút thắt một cách khá là tròn trịa. Đương nhiên, phim Mai vẫn sẽ được bàn luận với cái kết có phần gây hụt hẫng mà Trấn Thành đã chủ đích xây dựng nên. Dù Mai vẫn là một bộ phim điện ảnh hội ngộ các tên tuổi khá quen mặt trong các bộ phim khác của Trấn Thành, nhưng với gia vị mới là Phương Anh Đào thì Trấn Thành đã tìm ra được công thức cho câu chuyện tình yêu lần này của mình. Có thể phim sẽ không vượt con số 400 tỷ của Nhà Bà Nữ, vì nhìn chung Mai là một bộ phim kết hợp với các cặp đôi nhiều hơn là với gia đình, và cũng vì cái nhãn 18 cộng cũng sẽ hạn chế nhiều thứ từ phim. Và với tất cả những trải nghiệm của chúng mình có được ngoài rạp thì con số 5,6 trên 10 là số điểm mà Way to a Movie chúng mình dành cho Mai, một phim điện ảnh mà chúng mình đánh giá là có thể xem được vào dịp Tết lần này. Còn các bạn thì sao? Mọi người có suy nghĩ gì về phim? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Way to Weird out.